Chào mừng các bạn đến channel mình. Bữa nay thì mình thấy tờ giấy đi đổ xăng, mình thấy tờ giấy 10 đồng nè, CB77 nè. Nhìn cũng ngon nghẻ quá, mình mua một tờ về cào chơi nha các bạn. Thì cái này chơi như sao, 67 thì trúng một giải. Nhân 5, nhân 10, nhân 20, nhân 50. Nếu mà thấy CB77 là trúng được 15 giải nha. Ok. Make some money. Số đầu tiên là số 23. Kế tiếp là số 8. Và sau đó là số 1. Kế tiếp nữa là 26. Và sau đó là số 9. Kế tiếp nữa là 18. Còn mấy số sau thì mình sẽ chốt. Ok, let's make some money baby. 16. 4 triệu đô. 19. Ghét nhất là gì vậy? 20. Tiền là giấy. Số 2 là sao? Số 1 trên đây, số 2 ở đây. 10.000 của tôi. 29. Thấy gì vậy? Sai sai rồi đó. 24. Thấy chật vô không nha. 22. Thấy chật vô rồi đó. 21. Đỡ cho xỉu giờ. Số 6, thấy tôi thấy chật ruột rồi đó. Không ổn rồi. Số 3. 5 xỉ với tao. 12. Cái này kìa. Nè. Trúng luôn. Gió đầy mình luôn. Thôi bữa nay không vui, không linh này mấy bạn ơi. Trúng. Trúng không? Số 8 đó. 18 cũng trúng. 18 cũng trúng. Rồi. Số 8 ngon quá trời ngon luôn. Trời ơi, 18 là trúng, số 8 là trúng. Mà đang còn 28 rồi, thua luôn. Thua. Ok. Nếu bạn thấy hay đăng ký channel mình bên dưới nha. Thank you các bạn nhiều.